Vị và bà con thân mến, trong chương trình Cùng Đồi Trâu Làm Giàu hôm nay với chủ đề quản lý dinh dưỡng cho cây cà phê giai đoạn mùa khô, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ chủ đề này cùng với chuyên gia nông nghiệp tiến sĩ Phạm Công Trí và chủ vườn cà phê anh Đỗ Văn Thanh ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Dạ, thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, ở giai đoạn mùa khô cây cà phê thì bà con nông dân vừa tiến hành thu hoạch xong, vậy thì bà con cần thực hiện những công đoạn gì vào lúc này ạ? Vâng, chúng ta thấy là sau khi thu hoạch xong là bắt đầu một niên vụ mới. Trước hết là nông dân cần phải cắt cành tạo hình cho cây cà phê, cắt bỏ những cái cành vô hiệu, cành già, cành vòi voi, cành sâu bệnh, cành mất cái sức sống, để tập trung dinh dưỡng vào những cành hữu hiệu để cho ra hoa đậu quả tốt trong cái niên vụ tới. Thông thường thì tạo hình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên với những cái vườn mà năng suất quá cao, bộ tán lá nó ít thì chúng ta có thể chưa tạo hình mà đợi tưới nước cho nó hồi lại rồi chúng ta mới cắt, tránh tình trạng cây quá ít lá nó mất sức. Và tiếp theo tạo hình xong thì người nông dân sẽ quan sát cây cà phê để khi nào chúng ta thấy nó phân hóa mầm hoa đầy đủ thì chúng ta sẽ tưới nước. Thường thì độ ẩm của vườn cà phê tầm từ 25-26% thì tưới là hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều nông dân không có cái máy đo độ ẩm, cho nên chúng ta có thể là quan sát bằng mắt thường. Quan sát bằng mắt thường tức là sáng ra cây vườn cà phê nó vẫn tươi, đến tầm nửa buổi sáng mà nó bắt đầu buồn lá, tức là lúc đó chúng ta tưới cây cà phê sẽ đạt hiệu quả nhất. Nếu bà con chúng ta tưới sớm thì dẫn đến tình trạng là hoa nó bị non, nó đậu quả kém và năng suất không đạt cao nhất. Và tưới sớm cũng sẽ dẫn đến tình trạng là lá cà phê nó sẽ bật đọt non, cho nên nó chịu nắng và chịu hạn kém, nó mất sức khỏe. Thì đó là hai cái việc mà hết sức quan trọng trong cái giai đoạn mà chăm sóc sau thu hoạch. Lần tưới thứ nhất thì bà con nông dân chúng ta chưa bón phân, đến lần thứ hai chúng ta mới bón. Bởi vì nếu bón phân ngay lần tưới thứ nhất thì cây cà phê nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc ra hoa đậu quả. Vâng, đó là những công việc mà bà con nông dân cần phải làm cho cây cà phê ở giai đoạn sau thu hoạch. Vậy thì trong cái giai đoạn này thì dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cây và bà con nông dân cần phải bổ sung phân bón cho cây như thế nào ạ, thưa tiến sĩ? Vâng, chúng ta thấy rằng đây là một cái giai đoạn bắt đầu. Nói rộng ra là trong giai đoạn mùa khô, dinh dưỡng rất quyết định. Cho nên trước đây rất nhiều nông dân là chúng ta mùa khô chúng ta chỉ bón qua loa một ít đạm thôi. Bởi vì lúc đó là năng suất cà phê chưa có cao. Nhưng bây giờ là những giống mới, năng suất nó rất là cao. Cho nên nếu như chúng ta xử lý không có đảm bảo về vấn đề dinh dưỡng thì cây nó sẽ kiệt sức. Với hầu hết các giống cà phê mới năng suất cao bây giờ thì yêu cầu dinh dưỡng của cà phê khá là cao vì năng suất đó lớn. Và khi năng suất cà phê cao thì nó hút đi dinh dưỡng trong đất rất là nhiều, đặc biệt là các trung vi lượng. Cho nên việc bón đầy đủ cái phân NPK mùa khô cho cây cà phê thì song song với đó việc cung cấp các cái trung vi lượng hết sức quan trọng. Chúng ta thấy nếu như mùa khô mà chúng ta không cung cấp đủ các cái trung vi lượng cho cây cà phê thì chẳng những ra hoa đậu quả kém, năng suất vụ này thấp mà cây nó thiếu kẽm, thiếu bo thì cái khả năng tạo bộ tán, tạo cành dự trữ cho năm tới cũng như sức khỏe của cây xuống rất nhanh. Thậm chí là nhiều vườn là bộ rễ không hồi sinh được. Cho nên giai đoạn này thì chúng ta nên bón các cái phân mùa khô mà đặc biệt là cái phân chuyên dùng. Như chúng ta thấy rất nhiều nông dân sử dụng cái phân đầu trâu mùa khô đem lại hiệu quả cao là nhờ ở cái chỗ chẳng những cái công thức NPK mùa khô nó phù hợp mà trong cái đầu trâu mùa khô nó có kẽm thông minh, các cái trung vi lượng mà nó giúp cho cái sự hồi sinh và chống chịu các cái biến đổi khí hậu cũng như các cái áp lực trong cái nắng nóng của cây cà phê rất tốt, cho nên đem lại cái năng suất và cái sức khỏe cho một cái niên vụ. Lượng bón thì chúng ta nên xem trên bao bì và đặc biệt là căn cứ vào cái năng suất và cái sức khỏe của vườn. Ví dụ như cái vườn mà năng suất cao, cây lớn thì chúng ta bón lượng nhiều hơn, có thể là 4-5 tạ cho một cái đợt trong mùa khô. Nhưng mà với những cái vườn mà cây bé hơn hoặc năng suất thấp hơn thì có thể chúng ta bón 3 tạ thì đã đủ dinh dưỡng cho nó. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ và những chia sẻ vừa rồi. Anh Thanh ơi, mình trồng cà phê lâu năm chưa ạ? Đấy, cũng trồng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Vậy vừa rồi nghe tiến sĩ Phạm Công Trí có chia sẻ một số vấn đề mà bà con nông dân cần làm trong việc chăm sóc cà phê giai đoạn mùa khô. Với lại kinh nghiệm mười mấy năm chăm sóc cà phê của anh thì anh nhận thấy như thế nào ạ? Thì giờ nhận thấy thì cái phân đầu trâu này thì tôi bỏ thì cũng thấy nó cũng được, cũng tốt. Và hiện tại là anh đang sử dụng phân đầu trâu rồi ạ? Cũng có rồi.
Vậy thì thường là mình, cái cách sử dụng của mình nó có giống như là chuyên gia của chương trình vừa chia sẻ không? Thì chúng tôi thì cũng chưa được nghe mấy, nhưng mà chỉ biết bỏ thôi. À vậy hả? Vậy thì bây giờ anh có cái băn khoăn thắc mắc gì cần chuyên gia giải đáp thì xin mời anh. Bây giờ thì tôi chỉ có thắc mắc là cái cây cà phê thì nó hay bị rụt cái đọt rồi, nó xoăn lá rồi, bỏ phân thì nó không phát triển được. Dạ. Lâu lâu có cây như thế. Dạ. Xin mời phần giải đáp của chuyên gia. Vâng, cái trường hợp này thì chúng ta rất dễ hiểu. Với những cây đất Ba Giang, đặc biệt là Ba Giang vàng đỏ như cây đất của Gia Nghĩa và một số vùng của Tây Nguyên, chúng ta thấy cái tình trạng là cái hàm lượng nhôm nó cao. Hàm lượng nhôm cao thì cái sức hút kẽm của cây và hút bo của cây rất là kém. Cho nên với những cái cây cà phê mà trong cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, giai đoạn mà phải ra đọt thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của cây. Cho nên thiếu kẽm bo là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng là cây bị rụt cổ ngọn cành. Chúng ta thấy những cái cà phê dặm, cà phê tái canh mà lượng kẽm không đủ thì dẫn đến tình trạng là cây nó, cái ngọn nó thấp hơn những cành xung quanh. Mùa nắng thì cái cây cà phê kinh doanh thì lá nó xoắn lại, nó nhỏ xíu, nó chỉ bằng ngón tay hay bằng chiếc đũa thôi. Cho nên dẫn đến là mùa mưa nó sẽ rụng trái rất nhiều và cái đậu hoa nó kém. Và chúng ta thấy kẽm bo ngoài cái biểu hiện trên lá thì cũng là một trong những yếu tố mà ảnh hưởng đến hoa quả và cái sức khỏe chung của cây. Thì nó là thành phần cấu tạo nên cái enzyme hoạt hóa cái sức khỏe. Cho nên nếu như những cái vườn mà biểu hiện mắt thường mà đã thấy như anh Thanh vừa trình bày thì chúng ta thấy rằng vườn đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu vườn mà đủ trung vi lượng thì nó sẽ cho năng suất tối đa. Còn cái vườn cây của mình mà có biểu hiện rụt cổ, nè, rụt cành, xanh lá, nhỏ lá, bạc lá, tức là nó không đủ sức khỏe, thì nó có thể bị mất từ 2 đến 30% năng suất so với cái khả năng của vườn. Như vậy cái việc mà sử dụng cái phân bón, đặc biệt là phân bón mùa khô có đủ các cái kẽm là nó giúp cho cái cây cà phê nó phát huy được năng suất và sức khỏe. Tuy nhiên cũng lưu ý rằng kẽm là một trong những cái vi lượng mà rất nhạy cảm với cây cà phê. Cho nên nếu như chúng ta dùng lượng nhiều hoặc là dùng không đúng thì nó gây ngộ độc vi lượng, cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại. Cho nên là chúng ta thấy gần đây nhiều bà con sử dụng cái phân bón thế hệ mới của Bình Điền. Trong cái chương trình hợp tác giữa Washi với Bình Điền đã đưa ra cái công thức phân mùa khô mà trong đó cái hàm lượng kẽm thông minh nó ở một cái mức rất là hợp lý. Cho nên khi bón vào chúng ta thấy chẳng những nó đáp ứng tối ưu cái dinh dưỡng kẽm để chống các cái bệnh về lá như anh Thanh vừa trao đổi, mà nó cũng không bị ngộ độc kẽm đối với cây cà phê. Đó là một trong những điểm mới mà cái sản phẩm đầu trâu mùa khô đang đem lại cho nông dân mà sử dụng. Do thời tiết thường diễn biến thất thường, cũng như các loại cây trồng khác, trong quá trình trồng và chăm sóc cây cà phê, bà con nông dân thường đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó điều đáng lo ngại nhất là tình hình sâu bệnh hại phát triển rất mạnh. Và nếu bà con nông dân không phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng quả cà phê khi thu hoạch. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để hạn chế sự tác động này, việc phòng trừ cần phải thực hiện ngay từ đầu vụ. Ngoài thắc mắc vừa nêu thì anh có cái thắc mắc gì để chuyên gia giải đáp trực tiếp đây không ạ? Thì nhà vườn chúng tôi thì anh chỉ có là cái kỹ thuật thì chưa được bắt nắm rõ mấy. Dạ. Còn nếu mà phân bón thì chúng tôi cũng thường thường hay bỏ. Dạ. Kỹ thuật bây giờ ví dụ là cái cây cà phê nó là lá nó cứ bạc vàng hết cả cây vậy. Là cái hiện tượng lá bị vàng. Vàng hết. Dạ. Thế thôi. Dạ. Anh không biết nó là bị cái bệnh gì bệnh, và mình cần phải khắc phục ra sao. Dạ. Cứ vàng hết cả cây vậy. Dạ. Thế chuyên gia có đánh giá như thế nào vàng về tình trạng này ạ? Vâng, thì chúng ta thấy rằng cái trường hợp mà anh Thanh vừa trao đổi vàng bạc lá hết cả cây và thi thoảng đốm vàng, nó thể hiện ở một cái đặc điểm là cây không vận chuyển nước và dinh dưỡng lên đủ, cho nên nó không đáp ứng. Thì cái triệu chứng này nó do hai cái nguyên nhân chính đưa lại. Cái nguyên nhân thứ nhất là về bệnh lý, tức là rễ cây nó có khả năng là bị nấm tuyến trùng ở cái đặc điểm là cái vùng đất nông của mình là đất dốc. Cho nên bà con làm cái bồn để đựng nước, đựng phân, cho nên nó lại sâu quá mức cần thiết. Nó dẫn đến là mùa mưa là nó bị úng. Cho nên cái việc mà chúng ta làm cái bồn nhưng mà ở độ sâu vừa phải thôi, tầm 15-20 phân thôi thì nó mới hợp lý. Cho nếu sâu quá thì nó sẽ dẫn đến tình trạng rễ yếu. Và khi bị úng như vậy thì nó dẫn đến tuyến trùng. Mà khi bị tuyến trùng thì sức hút của cây giảm. Với những cái vườn mà bị tuyến trùng nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân vi sinh, men vi sinh để chúng ta xử lý kích rễ và ức chế các cái nấm hại. Còn với những cái cây cà phê, những vườn cà phê mà bị nặng hơn thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại thuốc trừ tuyến trùng chuyên dùng cộng với thuốc nấm trừ thối rễ, chúng ta đổ
theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý rằng việc sử dụng thuốc hóa học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người và an toàn sản phẩm. Một cái nữa là khi mà cái vườn cây mà nó đã suy rễ như vậy rồi mà cái giá cà phê nó lại thấp, cho nên tâm lý bà con nông dân chúng ta có xu hướng là chọn những phân rễ hoặc là chúng ta bón phân đơn trộn. Cho nên những cái phân rễ, phân đơn trộn nó có xu hướng là những cái cấu tạo từ những thành phần đơn tăng nhanh như là SA, như là kali clorua trong thành phần phân, cho nên khi nó sót rễ, thì nó làm cho rễ cây càng thối nặng, từ đó cái sức hút cây kém, cho nên nó dẫn đến vàng bạc lá. Và khi mà cây bị suy thoái như vậy mà trong phân nó không có các yếu tố để mà kích thích bộ rễ phát triển thì sức khỏe cây xuống rất nhanh. Chúng ta thấy sau khoảng 1 đến 2 cái vụ mà vàng lá như vậy thì vườn cây nó bị mất lá, rồi bị khô cằn, rồi sức sản xuất của nó giảm nhanh. Cho nên cái việc mà nông dân chúng ta sử dụng các cái phân chuyên dùng thì chúng ta thấy chẳng những nó làm cho cái chi phí hợp lý hơn mà cái sức khỏe cây và sức khỏe đất cũng tốt hơn. Cho nên các cái nghiên cứu của Viện Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên cho thấy rằng cái việc mà chúng ta bón phân đầu rau mùa khô nó đem lại lợi thế về mặt sinh trưởng và sức khỏe rễ so với các cái đối chứng mà dùng phân đơn rất là nhiều. Cho nên anh Thanh cũng có thể là lưu ý sử dụng. Tuy nhiên cái việc sử dụng phân đầu rau mùa khô cũng có một cái lưu ý bà con là nó tan cũng khá là nhanh. Cho nên nếu như chúng ta bỏ phân trước tưới thì việc mình tưới xong là phân nó xuống quá sâu, nó sẽ vượt cái tầng hút của bộ rễ. Cho nên là chúng ta, một là chúng ta tưới gần xong chúng ta cho phân vào, hai là chúng ta đỡ phân ở một góc bồn, sau đó chúng ta tưới và chúng ta cảm thấy lượng nước bắt đầu đủ thì chúng ta hãy cho phân tan vào nước, như vậy thì phân nó sẽ ở trong cái tầng rễ. Chúng ta vừa giải quyết được là có một loại phân tốt và cũng đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của cây, và cũng tránh tình trạng là tưới quá nhiều, quá dư thì cái cây nó sẽ hồi phục rất đáng kể. Vâng, như vậy là rất nhiều những cái biện pháp quản lý vườn cây cũng như là cung cấp dinh dưỡng cho cây cà phê sau khi thu hoạch đã được tiến sĩ chia sẻ đến anh Thanh cùng bà con nông dân. Bên thưa thì có một thắc mắc, đó là ở cái giai đoạn mùa khô như thế này vừa thu hoạch xong thì bà con cần phải lưu ý những gì trong việc phòng trừ sâu bệnh hại ạ, thưa tiến sĩ? Vâng, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng hiện nay chúng ta giảm thiểu cái thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên cơ sở đã giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật là phải quản lý tốt vườn cây theo cái phòng trừ tổng hợp. Trong đó là chúng ta quan sát theo dõi kịp thời. Thì mùa khô nó có mấy cái đối tượng dịch hại mà dễ phát sinh, bà con cần lưu tâm. Thứ nhất là rỉ sắt. Khi chúng ta thấy các cái lá đốm rỉ sắt nó phát triển thì chúng ta có thể xử lý cục bộ những cây đó để tránh lây lan và đảm bảo cái tăng lá cho cây. Cái trường hợp thứ hai, bệnh thứ hai đó là cái bệnh táo đỏ trên cà phê mà chúng ta thấy vùng Trường Xuân và một số vùng của Đắk Nông là phát triển rất mạnh, có thể lan ra cả cành và thậm chí là ảnh hưởng đến tăng lá, chết cây, chết cành. Cỡ cả cây cà phê kiến thiết cơ bản vẫn bị, thì chúng ta quan sát cái bệnh, cái đối tượng táo đỏ này để chúng ta xử lý kịp thời. Thì với táo đỏ và rỉ sắt thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc chuyên dùng hoặc thuốc gốc đồng đều đem lại hiệu quả. Trên cà phê kinh doanh thì mùa khô nó còn có hai cái đối tượng mà bà con cũng cần theo dõi, đó là rệp mềm và rệp sáp hại quả. Thì chúng ta thấy những cái cây mà nó có cái lá bóng lên, tức là giai đoạn đầu của rệp sáp có chất thải, nó gây bóng lên. Giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy nó có cái những cái mũi đen ở trên lá. Và giai đoạn 3 chúng ta sẽ thấy cái phấn trắng. Thì cái việc phát hiện và phòng trừ cục bộ sẽ đem lại hiệu quả bằng các cái thuốc chuyên dùng. Và lưu ý bà con rằng sau khi phun thuốc cho những cây này thì sau khoảng 15-20 ngày chúng ta phun nhắc lại để diệt trứng. Và không nên phun toàn vườn, vì phun toàn vườn nó sẽ ảnh hưởng thiên địch và nó sẽ làm cho dịch nó bùng phát nặng hơn. Trong các cái trường hợp băn khoăn về bảo vệ thực vật thì chúng tôi khuyến khích bà con nông dân nên hỏi các cơ quan chuyên ngành như trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là Viện Tây Nguyên để được hướng dẫn một cách hiệu quả. Chúng ta không nên lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm cái môi trường sản xuất cũng như sức khỏe của mình.